biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em chứ. Vô bên làm ăn, thế nhưng mà anh phải chiều em chứ. Trên đưa vào chăn, không muốn làm ăn, tôi chiều em qua nên là em good. Em đi xào lăn, vô bên làm ăn, thế nhưng mà anh phải chiều em chứ. Trên đưa vào chăn, không muốn làm ăn, tôi chiều em qua nên là em good. Một ngày ba bữa nhưng luôn muốn chịu, vì không ai hoàn hảo nhưng vẫn muốn nhiều. Từ chưa đẹp trai, yêu khi gặp hai, đến khi chính mặt thì em nói lời bài. Một ngày ba bữa nhưng luôn muốn chịu, vì không ai hoàn hảo nhưng vẫn muốn nhiều. Muốn được thương nhiều nhưng anh phải cắn răng, anh này không nuông chiều thì em để anh khác. Nhà nhà, em muốn có người yêu đẹp trai. Điều là thùng có sự trung thủy, không phải là tình cảm mà phải. Em muốn bạn đưa là em nghĩ, mà trai không có ý là em thấy luôn. Chuyện tình cho em ở trên Weibo, em thích đúng thổ, em thích đi du lịch. Anh mà không chịu là em say no. Em đi xào lăn, vô bên làm ăn, thế nhưng mà anh phải chịu em chứ. Chân đưa vào chăn, không muốn làm ăn, tôi chịu em quá nên là em bước. Em đi xào lăn, vô bên làm ăn, thế nhưng mà anh phải chịu em chứ. Chân đưa vào chăn, không muốn làm ăn, tôi chịu em quá nên là em hư.